Ôi trời ơi vô lại mọi người ơi. Mạng yếu quá cho nên là nó bị dừng lại. Hu hu hu, bây giờ mình sẽ vô lại nha. Bạn nào mà vô rồi á thì chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai nha. Bây giờ cũng là thời gian chị cũng sẽ chia sẻ luôn. Bây giờ viết bài nè. Chia sẻ lên dòng thời gian của bạn nè. Rồi ghi một cái caption nè. đó ai chưa xe thì bấm xe nha bởi vì mình một lát sẽ có chơi game nhận thẻ cào và mấy lần trước á thì chơi thì rất là ít bạn chia sẻ live chung công khai dù đã đoán đúng số nhưng lại không chia sẻ live chung công khai nên rất là uổng nha chơi đã rồi không có nhận được thẻ cào, đúng rồi người ta ghi mình luận đã rồi á lì lại không chia sẻ livestream công khai. Cho nên bây giờ mọi người vô thì mọi người phải chia sẻ livestream công khai xong rồi mọi người hãy bắt đầu chơi nha. Chứ đừng có mà um, một lát nữa rồi chia sẻ rồi chia sẻ trễ hay gì đó mà mình đúng số rồi không chia không có được nhận thẻ cào thì rất là uổng. Cho nên đây là thời gian dành cho bạn nào vào xem thì bấm chia sẻ ngay đặt ở chế độ mọi người là chế độ ai cũng có thể nhìn thấy được bài viết của mình để một lát nữa chị có qua kiểm tra thì chị cũng thấy được cái bài viết của mọi người nha Rồi, ok, lâu quá không like chim rồi Mọi người đâu hết rồi, vào comment đi rồi bây giờ sẽ chia sẻ live chim là chỉ có 55 lượt chia sẻ thôi à Bây giờ mà chơi game thì chắc nhiều người không được nhận thẻ cào lắm đây nhé Rồi à, chị sẽ đọc tên những bạn chia sẻ live chim công khai rồi nha Chào Xuân Nghi Lê, Thùy Đoàn, Châu Ngọc, Bảo Ngọc, Trần Ngọc Tài, Úc Hào, Phấn Huỳnh, Lan Khô Sri, Lê Trung Tính, Đỗ Kỳ, Huỳnh Hữu Bằng, Thu Hiền, Trần Ngọc Tài, Duy Quang, Tiến Nguyễn, rồi Trần Minh Thuận, Vinh Đạt, Phát, Lê Thị Quế Anh, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần uh, Đăng Vi, uh, Thùy Thùy Trương, Xuân Mi <laughs> Mi. Ok, chị biết bạn Xuân Mi là bạn nào rồi. Ok, hình chị cũng đẹp đó em <laughs> Linh Huỳnh Thị Yến Thôi Xuân Mimi sẽ chia sẻ nhiều thế Thế nghe đồn lúc này là em nhìn được một thẻ cào đang Gino nhờ Bây giờ chơi dữ dội là một lát lấy được cái thẻ cào nữa nha Nguyễn Kim Chi đã xe thấy không? Tôi xe rồi thấy không? Để ở chế độ công khai nha mọi người ơi Bạn nào mà chưa chia sẻ đặt ở chế độ công khai thì chia sẻ liền nha Thời gian nào thời gian để dành giao lưu và chia sẻ live stream công khai Bạn nào vô rồi thì bấm chia sẻ đặt ở chế độ công khai liền Rất là dễ luôn cực kỳ là đơn giản à, một lát nữa chơi, game mà bạn nào không nhận được thẻ ôi đúng đo đoán đúng số mà lại không chia sẻ livestream công khai là không đúng hay lại không nhận được thẻ cào thì rất là ổn nha Trời đất ơi à, cái ít chín ít chín cộng thì đã bán chính thức rồi thì không biết có ai mua chưa thì xin một số phản hồi nếu mà có bạn nào mua hay là có trải nghiệm hay gì đó thì comment phản hồi để cho chị biết với nha à, thì Uh, bạn nào mà muốn đổi điện thoại Thì đây là cái cũng đáp ứng được nhu cầu Về chụp hình, quay phim khá là đẹp của nhiều bạn Nên rất là cân nhắc uh, Quay chậm cũng rất là đẹp luôn uh, Bạn nào sử dụng S9 rồi thì comment liền 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 nha Thì S9 thì bảo mật Là bằng móng mắt và cái gương mặt luôn Cho nên là rất là an toàn Của ai là Của người đó thôi, không thể nào mà bị ăn trước cướp Ăn trộm gì cũng không thể nào vô được điện thoại của mình hết Kết cái mũ hả Cái mũ này là mũ android Birds <laughs> À, bạn nào mà đã dùng rồi thì comment hoặc có đi trải nghiệm gì đó thì comment vô để chị biết với nha thì uh, uh, cái ít chính nó chính cộng thì dạo giờ cũng nói khá là nhiều và cũng khá là hot rồi uh, hello ok hello nha thời gian là thời gian mọi người chia sẻ live stream ai chưa chia sẻ thì vào chia sẻ ngay bởi vì mình chơi game một lát nữa nhận thẻ cào thì chỉ dành cho những bạn nào chia sẻ live stream công khai rồi thôi nếu mà chia sẻ livestream mà để chế độ bạn bè thì chị cũng không thấy được và nếu một lát đoán đúng ghi bình luận mà vào trong uh, qua trang cá nhân thì lại không thấy á thì là cũng không nhận được thẻ cào nha uh, cái gì uh, chị ơi cái nữ của chị hả cái nữ là cái gì em cái mũ ấy cưng uh, cái mũ này là chạy chống lạnh đầu ở trên đà lạt đó tại vì ở đà lạt thì nó rất là lạnh nên sợ lạnh mở ác nên phải đòi lên À, rồi ok em chưa sử dụng hả ờ à, chưa sử dụng mà nếu mà có ý định hay là có người thân gì đó có ý định để đổi điện thoại thì có thể là tham khảo về cái ít chín ít chín cộng nha màn hình rất là to luôn cầm nhưng mà cầm lại rất là vừa tay thích cái mũ chị ghê hả ok lên đà lạt đây chị cho em nha Em không thấy công khai chỗ nào hết Ok, thời gian rảnh thì mọi người nhớ xem Lên Google, search cái gì đó Cách để mình chia sẻ một cái bài viết đặt ở chế độ công khai Chứ bây giờ vô đây hỏi thì chị cũng không có thời gian để chỉ từng người một là như thế nào Ờ à, Chị thấy bạn bè thôi hả chị thôi thua nha à, nhớ chào mọi người nha thì hôm nay vẫn nhận được thẻ cào 100 k và hôm nay chị có mua được thẻ cào ở vinaphone rồi cho nên là bạn nào mà vinaphone mấy lần trước á mà chị chưa tặng được thì lần này chơi nếu mà có chúng thì chị sẽ tặng thẻ cào vinaphone cho nha à, rồi vô cứ đòi chơi game đi chơi game đi rồi ôi chị ơi khi nào ra phim tập 15 lăm này lịch phim vẫn như cũ nha em à, thứ năm ra trailer và chủ nhật ra phim 12 hai giờ trưa một hàng, hàng, hàng tuần hết cho nên là hỏi như vậy thì không biết trả lời như thế nào Chị ơi có cái mỏ dễ thương hả Cái mũ chứ không phải cái mỏ mỏ đâu em à, Rồi ok hiện tại có 259 lượt chia sẻ thôi Thì có quá ít người chia sẻ thì xác suất để vô 259 người này trên tổng số mấy trăm người đang xem thì rất là khó nha bạn nào chưa chia sẻ live chung công khai bấm chia sẻ ngay rồi ok bây giờ sẽ là lúc mình chơi game chị sẽ ghi vào cái trang ca cái um, màn hình ghi nhớ của cái nó 8 của chị là một con số gồm ba chữ số khác nhau và mọi người sẽ comment liên tục những số mà mọi người nghĩ đến và mỗi comment mình chỉ comment một số thôi không giới hạn bình luận thì số nào mà gần đúng thì mình sẽ đọc lên ngay để mọi người khoanh dùng được cái số đó mọi người sẽ Comment đúng bạn nào mà mình thấy comment đầu tiên mà Facebook có hiện bình luận lên Thì mình sẽ ghi bình luận vào qua trang cá nhân của bạn để coi bạn trả lời đúng chưa Ủa có xe live stream chưa Nếu mà có xe live stream ở chế độ công khai rồi Thì chụp hình lại inbox vào và sẽ nhận được thẻ cao 100k nha Rồi ok Số này là một số rất đơn giản Đây để coi coi Rồi đây số này là một số rất là đơn giản nha Rồi số này là một số rất là đơn giản Bạn nào bạn nào đang ái thì chơi liền nha. Bạn nào đang ái thì bấm chơi game liền. Ok, chị đã ghi rồi. Một con số có 3 chữ số. 3 chữ số này là ba chữ số khác nhau hoàn toàn. Mọi người bấm chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai sau đó mình vào mình đoán chữ số nha. Ừ. 817 chưa đúng nha. 290 sai. 920 sai. 853 55 sai. À, 859 sai. Hôm nay chị Ute, chị cảm ơn người thì như ý nha 190 sai nha Mọi người ơi comment liên tục bởi vì mình không có giới hạn bình luận Và trong thời gian mà uh, mọi người cũng phải tương tác thật là tốt với cái trang này Để mà khi mà mọi người comment này nọ thì Facebook nó sẽ hiện bình luận của mọi người lên đầu nha 102 sai hai uh, mươi 625 sai uh, 290 sai 752 sai Vẫn chưa có số gần đúng nên mọi người liên tục bình luận nha Bình luận ở trong cái live stream này còn bình luận ở các bài xe của các bạn khác thì không tính nha. Bạn nào mà đang xem live stream này nọ thì cứ bấm vào trong live stream rồi mình hãy bắt đầu bình luận. Mình bình luận ở ngoài cái bài xe của chị xe bên trang facebook cá nhân là không có tính nha. Là chị không có thấy được đâu gì chỉ thấy những người đang comment cho live stream thôi. 781 sai, 412 sai, 531 sai mình không giới hạn bình luận cho nên là mọi người cứ bấm comment liên tục 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 thôi à, rồi xong vào đây mình cứ xe livestream rồi sau đó mình cứ chơi chỉ cần xe một lần mà đặt ở chế độ công khai là được rồi 409 sai nha 145 sai à, 402 sai 201 sai à uh, 8624 là số 4 chữ số rồi. 603 sai nha Nguyễn Bi ơi. 452 sai. Đã chưa có số gần đúng luôn nên là mọi người comment liên tục tích cực nào mọi người ơi. Thời gian không chờ đợi ai đâu nha để coi ai sẽ là người nhận được 100k đầu tiên. Là 100k này bây giờ mình có thể là đăng ký 3G chơi game rồi coi phim nghe nhạc thoải mái luôn đó nha. Rồi 192 là sai, 730 là sai. À uh, rồi 145 là sai. Uh, 400 592 là sai luôn 541 là sai luôn Chưa có số gần đúng nha mọi người ơi Số nào gần đúng thì mình sẽ đọc lên liền để mọi người biết Rồi mọi người khoanh dùng, mọi người comment vô xung quanh số đó nha Nhớ là phải chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai Còn bạn nào mà đã trải nghiệm hay đã mua S9 và S9 cộng rồi á Thì comment vô cho mình biết để mình coi tính năng sơ sơ như thế nào Và cảm nhận của mọi người ra sao nha à, rồi nhớ là chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai rồi hãy bắt đầu comment nha rồi 820 chưa đúng nha, rồi 684 chưa đúng luôn, 541 chưa đúng luôn Mình cứ lót trang liên tục để coi mọi người comment, mọi người phải là comment liên tục nha 193 chưa đúng nha, 918 chưa đúng, 745 chưa đúng, 456 chưa đúng, 791 chưa đúng, 156 sai luôn à, 380 gần đúng nha, đã có số gần đúng 380 là số gần đúng. Bây giờ để coi ai sẽ là người comment đúng cái số mà mình ghi trên màn hình ghi nhớ của nó tám đầu tiên. Rồi, để coi nha Ai là người comment đầu tiên sẽ được ghi bình luận qua trang cá nhân để kiểm tra Nếu mà chia sẻ live stream công khai rồi thì nhận được thẻ cào 100 ngàn nha Bạn nào chưa chia sẻ live stream công khai thì bấm chia sẻ liền liền Không chờ đợi ai hết nha Bởi vì thẻ cào 100k này chỉ tặng cho mỗi lần chơi mỗi số chỉ một bạn thôi Nếu mà không chia sẻ là coi như là mất cái số đó Không được mất thời gian nữa nha mọi người Nên nhớ chia sẻ và comment liên tục nha 381 chưa đúng nha Chỉ là số gần đúng thôi Comment liên tục những số xung quanh số đó nào 86, 87, 385 379 là gần đúng nè 376 là gần đúng luôn 386, 387, 383 Sai bét hết Ôi có số gần có số đúng rồi Đã có bạn comment đúng Kim Đâu để coi game chưa Rồi đã ghi bình luận nha Số này là số đúng 372 nha mọi người ơi 372 bạn Đặng Thị Diễm Kiều đã comment đúng Bây giờ mình sẽ qua facebook của Đặng Thị Diễm Kiều để xem ôi đặng thị diễm kiều ơi em cập nhật hình đại diện 8 giờ trước nhưng chưa chia sẻ live stream công khai mình đã nhắc với mọi người hàng ngàn lần từ lúc mà vừa vào live stream đến bây giờ mọi người đã xác định vào chơi thì mọi người phải chia sẻ live stream đặt ở chế độ tất cả mọi người đều có thể thấy được để mình là không phải bạn bè với mọi người mình qua trang cá nhân mọi người mình mới thấy được bây giờ bạn vô bạn chơi bạn comment đã đời luôn lại không chia sẻ live stream công khai thì mất cơ hội của một bạn khác rồi bạn đó cũng comment đúng nhưng chia sẻ live stream công khai mà mình lại lại không thấy mà mình thấy của bạn nên bỏ bình luận của bạn nha. Mọi người ơi, thời gian này mình đã cho thời gian cho mọi người chia sẻ livestream rồi Bạn nào chưa chia sẻ thì bấm vào chia sẻ liền Mình sẽ chơi một số mới nha Số này là một số có ba chữ số luôn Và ba chữ số này cũng khác nhau hoàn toàn Mọi người chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai Rồi vào chơi game ngay Rồi đây Bực mình thiệt không xe Ừ đúng rồi chị mà qua trang cá nhân của bạn nào mà bực chờ chị cũng bực mình nữa Không chia sẻ thì cũng rất là bực mình luôn Tại chị đọc số mọi người ghi chị cũng mệt vậy Rồi số này là một số khác nha Ờ à, Rồi Số này là một số có 3 chữ số luôn. Rồi mọi người comment liên tục, bạn nào chưa chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai, ai cũng có thể thấy được thì chia sẻ liền. Rồi, 145 size, 920 size nha. 704 size. 753 size, à, 739 size, mình là một số mới rồi, mọi người comment liên tục những số mọi người nghĩ đến nha. 819 size. Và nhớ là chia sẻ live stream đặt chế độ công khai Mình không giới hạn bình luận Nên mọi người cứ bình luận liên tục những số mà mọi người nghĩ đến Nhưng mỗi bình luận chỉ được bình luận một số thôi nha uh, 145 là sai rồi uh, 143 là sai nha 426 là sai nha em ơi 745 là sai 985 là sai 895 là sai 157 là sai 259 là sai Comment liên tục lên mọi người ơi Số nào gần đúng mình đọc lên liền Mọi người chỉ cần comment xung quanh cái số đó là dễ trúng lắm E aí giống cái bạn lúc nãy đó bạn Diễm gì đó comment rất là nhanh nhưng mà lại không chia sẻ công khai thì rất là tiếc hy vọng bạn nào không chia sẻ live stream công khai thì đừng comment nhiều nữa để cho những bạn khác comment và nhận được thẻ cào đó rất là nói thiệt chứ chị đọc chị rất là mệt luôn mà qua không tặng được thẻ cào thì cũng rất là buồn nha 928 sai 612 sai 187 sai nha comment liên tục mọi người ơi bởi vì mình không giới hạn bình luận nên mọi người chỉ cần chia sẻ live stream đặt ở chế độ công khai chỉ cần chia một chia sẻ một lần thôi không cần chia sẻ nhiều lần cũng được nha rồi 999 là sai nè, 729 là sai, 745 là sai, 273 là sai, 472 là sai, 358 là sai. Chưa có số gần đúng luôn. Mọi người comment nhanh lên để mình có số gần đúng thì mình sẽ đọc cho mọi người biết rồi mọi người comment nhanh là sẽ dễ trúng hơn nha. 425 là sai, 492 là sai, 365 là sai luôn, 564 là sai à, uh, 854 là sai luôn Chưa có số nào gần đúng cả Mọi người ơi comment nhanh lên nhanh lên Để coi ai sẽ là người nhận thẻ cào đầu tiên nha Thì thẻ cào là 100k nha Ai đã sử dụng ít 9 và ít 9 cộng rồi Thì cứ comment hay có gia đình bạn bè họ hàng Thì comment uh, để chị biết Chị coi thử coi phản hồi mọi người như thế nào Để chị biết chị cũng mua một cái luôn nha Uh, 854 size nha 365 size 651 size 390 size uh, 276 sai 279 size 605 sai Chưa có số gần đúng luôn mọi người ơi Mọi người comment liên tục những số khác nhau Liền 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 nha Mình sẽ chơi nhanh để nhận được thẻ cào đầu tiên Hiện tại thì chưa có người nào nhận được thẻ cào đầu tiên cả Và rất là buồn nha Lúc nãy là có một bạn chưa chia sẻ livestream công khai Bây giờ mọi người chia sẻ đặt ở chế độ công khai liền rồi vào comment nha

652 sai, 435 sai luôn. Trời ơi, mọi người comment nãy giờ chưa có số gần đúng luôn dạ. Rồi, comment liên tục liên tục những số khác nhau nào. Ờ à, 672 chưa đúng nha, 650 chưa đúng. Ờ à, 539 gần đúng. Nguyễn Đình Nguyên, bạn Nguyễn Đình Nguyên comment số 539 là số gần đúng Mặc dù cũng cách hơi xa cái số đúng nhưng mà đã gần đúng rồi thì mình sẽ nói luôn Rồi, mọi người tập trung comment xung quanh cái số mà bạn Đình Nguyên vừa mới comment là mình đã đọc rồi đó nha Comment liên tục nha mọi người ơi Thời gian này là thời gian mọi người phải comment liên tục đó Rồi, để coi ai sẽ là người đúng cái số đầu tiên để nhận được thẻ cào 100k đầu tiên trước đây Nè, 519 là gần đúng rồi đó em nhưng mà chưa đúng 519 là Ôi có bạn đúng rồi Đây ghi mình luận Đâu ghi chưa rồi Bạn Thu Hiền đã comment đúng Đây là số đúng nha 509 là số đúng và bạn Thu Hiền đã comment đúng rồi Bây giờ chị sẽ qua trang cá nhân của Thu Hiền Bạn Thu Hiền đã chia sẻ livestream công khai chưa Nếu mà chưa thì là không nhận nhận hãy cào nữa nha Tôi đọc khang cả tiếng nữa nha rồi, ok, bạn Thu Hiền học ở trường Trung học phổ thông Hồng Thái Hà Nội đã chia sẻ livestream công khai rồi. Bây giờ Thu Hiền ơi, em chụp cái màn hình mà chị ghi bình luận của em nè. Rồi xong rồi chụp cái màn hình bên em chia sẻ livestream công khai rồi á. Rồi gửi vào inbox nhớ là inbox cho cái trang đang livestream luôn Kim Chi có dấu tích xanh này nha. Rồi sau đó em ghi luôn là em sử dụng thẻ cào mạng gì kết thúc livestream vẫn tiếp tục inbox để cho cái inbox của em nó nhảy lên trên thì chị có thể thấy nha. Tại hiện tại cũng có nhiều bạn đang inbox có sợ là nếu mà inbox rồi em không inbox nữa thì nó trôi việc tìm không có ra. Rồi, nhớ là chụp lại rồi gửi vào nha. Ok, bạn đầu tiên đã nhận được thẻ cào 100k rồi. Bạn thứ hai, để coi bạn thứ hai là ai đây. Bây giờ mình sẽ ghi một số mới nha. Bỏ ghi bình luận cho Thu Hiền nè. Rồi, bỏ ghi bình luận, sau đó mình sẽ chơi một số mới nha. Một số này cũng là một số có ba chữ số rất là đơn giản thôi. À, đây, số này là một số có ba chữ số cũng cực kỳ đơn giản luôn. À, rồi, số này là một số cực kỳ đơn giản. Mọi người comment liên tục nào để coi ai sẽ là người nhận thẻ cào thứ hai. Bạn nào chưa chia sẻ livestream công khai thì bấm chia sẻ liền. Rồi 382 sai, 509 sai, 289 sai. Bây giờ mình qua số mới rồi mình comment liên tục nha. 193 sai nha. À, rồi Ủa chưa bỏ ghi bình luận thu hiền à bỏ chữ rồi mà Rồi 485 sai 774 sai 111 sai ba chữ số này hoàn toàn khác nhau Nên mọi người chia sẻ live stream và comment những số khác nhau nha à, 912 sai Mỗi bình luận mình được bình luận một số và không giới hạn bình luận Cứ cần gần đúng là đọc lên liền Đúng là ghi bình luận qua trang cá nhân xem liền nha Rồi 749 sai luôn 649 sai luôn 130 sai luôn 425 sai luôn Rồi Comment liên tục nào mọi người ơi Mình chơi nhanh gọn lẹ để mình nhận được thẻ cào tiếp theo Nhanh luôn mình chơi mình tặng thẻ cào không mệt mỏi luôn Mình là có cả gần cả chục cái thẻ cào lợn Cho nên là mọi người mà chơi nhanh comment nhanh đúng Thì sẽ có thể nhận được nhiều thẻ cào thôi Rồi comment liên tục nào mọi người ơi 257 sai, 201 sai, 291 sai, 695 sai Nhớ là phải chia sẻ live stream đặt ở chế độ công khai nha Bạn vừa rồi đã có chia sẻ live stream công khai rồi Nên là được nhận thẻ cào liền đó 749 size, 794 size, 265 size. Ok đã thấy Thu Hiền cầm đã thấy Thu Hiền inbox nhưng mà kết thúc livestream này chị mới gửi được nha và chị đang livestream mà không có gửi được liền cho em được. Nhớ là chụp gửi đủ hết rồi hà ghi luôn sử dụng thẻ cào mạng dây nha. Rồi ok. Đâu rồi? À, 124 size, 274 size, 751 size, 698 size, 578 size, 365 size. 587 size, 514 sai rồi Đó là những số size nha Mọi người comment những số khác nhau nào à, Đâu rồi 700, 874 là số gần đúng nha Biến HG Rồi có số gần đúng rồi Mọi người tập trung comment xung quanh nào Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Nhớ là phải chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai nha Nhắc hàng ngàn lần luôn còn bạn nào mà đã sử dụng rồi ở 9 cộng hay có trải nghiệm rồi thì comment cho chị biết để xem coi là nó như thế nào khi mà mình cầm ở ngoài để mình để chị biết chị coi chị canh chị đổi cái nó 8 nha. Uh... Rồi, comment lại nào 610 chưa đúng nha đã có số gần đúng rồi mọi người comment liên tục nào mọi người ơi 875 chưa nha em ơi comment liên tục liên tục nào 879 chưa đúng luôn à, đã có số gần đúng rồi đó 71 chưa đúng 873 875 871 sai bét hết rồi comment liên tục nhiều số khác nhau mọi người ơi 879 sai luôn Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Ai sẽ là người nhận thẻ cào đầu tiên đây 863 sai 876 sai, 809 quá trật Quá xa vời luôn 852 sai luôn 845 sai luôn, 808 sai luôn uh, 846 sai luôn 887, 880 Sai hết rồi, chưa có số nào đúng luôn Comment liên tục nào Nãy giờ đọc mỗi mỗi miệng luôn rồi đó là Mà không đúng rồi, rất là buồn nha 847, 865 sai bét hết 874 sai luôn 872 trật, 852 trật Số nào mà 892 là gần đúng nè 892 là gần đúng rồi đó 890 8, 889 sai luôn 877 sai luôn uh, 8880 sai 845 sai Trời ơi sai bét hết rồi Chưa có số đúng lót lại một lần nữa để thấy coi để thấy coi là comment nào đúng 894 sai rồi 893 sai 897 sai Chưa có số đúng 895, 894 trật nha Trời ơi Để coi Bây giờ là chắc trong cái đám này cũng phải có người trúng đi chứ Tôi đọc số mà tôi muốn rụng cái hàm luôn rồi Chưa đúng Trời ơi Comment số gì lộn xộn hết chưa nha Chưa số đúng luôn Rồi lót lại cho nghe bây giờ thấy là ghim liền nha 892, 893, 895 Trật hết nha Trật 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 lất 851 trật luôn Comment liên tục nào 840 trật luôn Comment liên tục Ôi có số, có số đúng rồi Đây Ủa chưa Đó Game. đã ghim game nha đã ghi bình luận cho chị yêu mình anh 896 là số đúng nha mọi người ơi 896 là số đúng bây giờ qua trang cá nhân của chị yêu mình anh xem bạn đã chia sẻ live chim công khai chưa Ok bye chị yêu mình là anh luôn bạn chưa chia sẻ livestream công khai ờ, vô chơi mà không nhận nắm được thể lệ gì hết rồi bye luôn bỏ ghi bình luận số này là không có người luôn Trời ơi tôi đọc mệt Ôi, thở hơi lên luôn rồi đọc số mình như kêu lô tô vậy đó rồi ok chơi số mới nha mọi người ơi mình chơi nhanh luôn bây giờ ba số này sẽ là ba chữ số lẻ đi ha ba chữ số lẻ đi uh, rồi ba chữ số lẻ luôn ba chữ số lẻ khác nhau hoàn toàn luôn mọi người comment liên tục nào ba chữ số lẻ nha rồi comment liên tục mọi người ơi chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai rồi xong mình sẽ chơi nha Ôi trời ơi mệt quá nè, bây giờ tôi thở, tôi ở tầm lum lá trơn luôn rồi Rồi chia sẻ livestream công khai rồi vào chơi nha Bây giờ số này là số có ba chữ số nha mọi người ơi Tặng quà cho mọi người mà đọc thở muốn không nổi luôn rồi đó Rồi, ba, đâu rồi, ba chữ số lẻ nha 973 sai, uh, 357 sai Bây giờ bạn nào, 359 sai Bạn nào comment ba chữ số lẻ khác nhau thì mình đọc nha 351 sai, 539 sai 915 sai. Rồi, comment nhanh 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 nào. Thẻ cào thứ hai đang đợi mọi người nha. Rồi, 779 sai 779 là 2 số 7 rồi 3 chữ số khác nhau uh, 531 sai À, rồi, đâu nó rồi 539 sai, 537 sai nha Rồi, 531 sai luôn Comment liên tục nào, 751 sai nha Nhớ là chia sẻ live stream đặt ở chế độ công khai Bởi vì bạn nào không đặt ở chế độ công khai như hai bạn nãy giờ Thì sẽ không đúng thể lệ, không nhận được thẻ cào Bởi vì bạn không đặt công khai Thì mình đâu biết bạn có đặt công khai hay chưa Hay là bạn có xe hay chưa Cho nên là phải có một cái niềm tin là bạn đã làm đúng được Tất cả các thủ thể lệ chơi rồi Thì mới nhận được thẻ cào ha Rồi, 73 sai, 79 sai, 75 sai nha Nha. Rồi uh, 751 sai một Đâu rồi Ok các bạn đúng luôn Comment cứ những số lẻ thì rất là đơn giản Chả có mấy số cả Thùy Đoàn đã comment đúng đây 173 là số đúng Cảm ơn Thùy Đoàn luôn Comment thật là nhanh Đâu qua trang cá nhân của Thùy Đoàn xem Đã chia sẻ live stream công khai chưa Rồi ok Rồi Thùy Đoàn đã chia sẻ live stream công khai nha Rồi bây giờ Thùy Đoàn chụp hình màn hình lại Rồi chụp hình cái chia sẻ live stream công khai Bên trang cá nhân của em lại Rồi qua wow gửi inbox ngay nhận thẻ cào 100k nhớ là ghi luôn sử dụng thẻ cào mạng gì kết thúc livestream vẫn tiếp tục inbox nha chụp nhanh lên nhanh lên chụp ghi bình luận nè rồi xong về trang cá nhân chụp rồi bỏ ghi bình luận thì đàn nha mình chơi rồi mình chơi một cái mới nữa nè ba chữ số chẵn nha mọi người ba chữ số chẵn cho dễ nè uh... rồi ba chữ số chẵn rất là đơn giản luôn mọi người comment liên tục nào ba chữ số chẵn cực kỳ đơn giản rồi chia sẻ livestream đặt ở chế độ công khai sau đó vào comment ba chữ số chẵn khác nhau Rồi, à, nhớ nha ba chữ số chẳng khác nhau đó dễ chúng chưa chỉ cần chia sẻ ra trên công khai đúng là mình ghi bình luận cái là qua liền đó dễ ẹt luôn 246 sai nha 200 mươi à, 246 sai ôi có bạn comment đúng luôn rồi nhanh thiệt đó thấy ông nói mấy chữ số chẳng, mấy chữ số lẻ là dễ vô cùng đó đây bạn cô ba đã cầm cầm phải không đúng không rồi bạn cô ba đã comment đúng đây là số 426 nha mọi người ơi đây 426 rồi quá nhanh quá nguy hiểm hôm nay sẽ tặng thật nhiều thẻ cào luôn chơi tới bến với mọi người luôn rồi ok ai hôm nay học không... rồi cô ba chưa chia sẻ live stream công khai ừ. chưa chia sẻ rồi tạm biệt cô ba nha rồi ok bỏ ghi bình luận nha chơi mà không có chịu chia sẻ live công khai là rất buồn nha rồi ok rồi ghi một số mới số này cũng là ba chữ số ba chữ số khác nhau luôn mọi người comment liên tục nha à, số này là một số có ba chữ số khác nhau luôn không bực hai chữ số lẻ một chữ số chẵn đi hai chữ số lẻ một chữ số chẵn ờ à... rồi rồi hai chữ số lẻ một chữ số chẵn cực kỳ đơn giản rồi comment liên tục nha hai số lẻ một số chẵn rất là đơn giản nhưng mà thứ tự số lẻ số chẵn thì sẽ bật mí sau nếu mọi người comment lâu rồi không đúng thì sẽ bật mí sau nha chị đọc mỗi miệng chứ rồi đó mươi 367 sai nha à, rồi tiếp nha tiếp nha cứ chơi tiếp thôi mọi người cứ comment đi 378 sai 367 sai nha mươi à, 978 sai nha rồi comment liên tục mọi người ơi cái thẻ cào này để coi tặng cho người nào uhm, đây nãy giờ là được hai bạn comment đúng rồi đó một bạn thu hiền với một bạn thùy đoàn rồi để coi một bạn nào sẽ comment đúng tiếp theo đây nhớ là phải chia sẻ livestream công khai nha mọi người ơi rồi comment liên tục liên tục nào nhanh 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 năm tám một sai na bảy bảy trăm mười tám sai bảy trăm hai mươi chín sai luôn ba trăm năm mươi bốn sai luôn ba 3... à quốc hưng vũ bảy trăm hai mươi chín là số gần đúng nha 729 là số gần đúng rồi Đã có số gần đúng Mọi người tập trung comment xung quanh số đó nha Để coi ai là người đúng đầu tiên nào Ai là người đúng Chị sẽ ghi bình luận Tôi sẽ ghi bình luận nhà qua trang cá nhân của mấy người Để tặng thẻ coi là coi đã chia sẻ live stream công khai chưa rồi tặng thẻ cào liền đó nha 318 sai rồi 732 sai luôn Ờ... Uh nhờ hai số lẻ một số chẵn nha vị trí lẻ chẵn như thế nào thì chưa bực mấy nha mươi à, 775 sai nha 297 sai 716 sai nè rồi sai rồi đặt 718 sai à, chưa đúng nha comment liên tục nào mọi người ơi ai đã cầm trên tay nè ít chín ít chín cộng galaxy ít chín ít chín cộng rồi thì comment cho tôi biết cái nha để coi coi là nó đã chụp hình đã như thế nào 731 sai 720 sai 739 sai luôn, 728 sai luôn, 748 sai luôn. 794 sai luôn, 33 733 734 sai luôn. 725 sai luôn, 727 sai luôn. Chưa có số nào đúng luôn. Comment nhanh nào, có số gần đúng rồi mà comment hoài không đúng là sao trời? Nó dễ lắm, cho nên là mọi người liên tục comment nha. 789 sai 725 sai à, Rồi vào luôn mọi người ơi à, ừ, Vào luôn nào comment liên tục Nhớ là chia sẻ livestream công khai nha 714 sai rồi 769 sai luôn à, Comment nhanh nhanh nào Nhanh nhanh nha Thời gian không chờ đợi ai đâu Đâu rồi đâu rồi à, 729 sai 718 sai 701 sai 722 sai 721 sai hai số lẻ một số chẳng nha Vị trí lẻ chẳng thì chưa bật mí nha rồi ok comment nhanh nào mọi người ơi một bạn nữa là mình đã đủ uh, 30 phút để chơi game rồi quá mệt đọc mà muốn mỗi cái hàm luôn muốn xúc cái hàm ra luôn 726 sai nha 730 sai 721 sai 718 sai 721 rồi có bạn đúng có bạn đúng có bạn đúng có bạn đúng đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây 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 rồi, đây 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 số lẻ, đây số đây 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 nham 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 lộn lộn ghim lộn liêm lộn, lộn người ghim lộn Đâu mất tiêu rồi à chưa 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 số đó không phải <laughs> mọi người comment lại gần đúng rồi gần đúng rồi nhanh lên nhanh lên fighting fighting xuân mi mi rồi không thấy em comment gì hết vậy <laughs> rồi đâu rồi chưa 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 mọi người ơi chưa mọi người ơi nguy hiểm quá nguy hiểm quá chưa có số đúng trời ơi thật mệt mỏi nhiều rồi à, là số hai số lẻ hai đầu số chẵn đứng giữa nha Bực mí luôn rồi đó không không phải số đó nha số ghim là số sai làm gì comment gì cả đống số đó vậy trời trời ơi hiệu ứng ăn theo mọi người comment liên tục nào nhanh lên để coi mình là mình đã ghi mình lộn lộn cho nên là ghim lộn tưởng là số đó là số giống mình ghi hay vậy không phải rồi bảy lẻ tám là sai nha số không với số tám là số chẵn hết rồi rồi a a a đây 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 mới là số đúng nhé rồi đây đúng luôn Lúc này nhìn số đối tượng là mình ghi số này Đây 703 là số đúng nha Bạn Dương Trương đã comment đúng rồi Dương Trương ơi em có chia sẻ live stream công khai chưa Chưa chia sẻ thì bấm chia sẻ liền nha Rồi ok Bạn cuối cùng bạn Dương Trương đã chia sẻ live stream công khai rồi Trời ơi tôi vui quá Dương Trương ơi Chụp mẹ chụp màn hình mà ghi bình luận của em lại nè rồi chụp màn hình chia sẻ livestream công khai lại gửi vào inbox nhớ ghi luôn là sử dụng thẻ cào mạng gì nha em để chị kết thúc livestream mà chị sẽ gửi thẻ cào cho em nha rồi ok rất là vui mọi người ơi, hôm nay mình sẽ chơi game đến đây thôi à, Và về ít 9 ít 9 lết thì bạn nào mà có rồi thì có sử dụng trên tay rồi Thì comment để cho mình biết với, để mình coi, để mình đi đổi cái nó 8 của mình Bởi vì nghe là chụp hình rất là đẹp rồi, có rất là nhiều công nghệ mới, công nghệ hiện đại rồi Màn hình rất là bự, chơi game rồi chụp hình rất là đã Cho nên là hôm nay mình uh, live stream đến đây thôi Bạn nào mà có thông tin gì về những cái đó thì cứ comment để mình thấy, mình đọc, mình sẽ rep lại nha Ok bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ra tặng thay cào đây